Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai đầu tuần, tôi xin gửi tới cô chú anh chị và các bạn một lời chúc bình an, vui khỏe và hạnh phúc. Sau đây tôi gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất vừa cập nhật. Con trai xuống tay với mẹ ruột phải vào viện cấp cứu. Và tên trộm 350 cây vàng ở Hà Nội khai những gì? Và sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe theo dõi những chi tiết này. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Tôi tiếp tục trở lại với các bạn với những thông tin an ninh trong nước vừa cập nhật. Thưa các bạn, do mâu thuẫn gia đình, con trai đã dùng dao chém và cắt cổ mẹ ruột của mình. Và nghi án thứ hai, đó là nó đã truy sát một người bại liệt để cướp của. Và lời khai của tên trộm 350 cây vàng. Và sau đây tôi kính mời các bạn hãy cùng lắng nghe theo dõi những chi tiết này. Thưa các bạn, sáng ngày 22 tháng 8, Công an huyện Tuyên Hóa đang tạm giữ hình sự là với đối tượng là Đinh Cảnh Bình, sinh năm 1990, trú tại là thôn Đồng Sơn, xã Sơn Hóa, huyện là Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, về hành vi chém và cắt cổ mẹ đẻ của mình. Đây quả là một tin động trời. Một thằng nghịch tử đã ra tay với mẹ ruột của mình như vậy. Thưa các bạn, trước đó là khoảng 18:30 ngày 21 tháng 8 năm 2020, tại nhà là ông Đinh Quang Hậu và bà Nguyễn Thị Thương ở là thôn Đồng Sơn, xã Sơn Hóa, huyện là Tuyên Hóa, do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Đinh Cảnh Bình đã dùng một con dao là bằng kim loại dài khoảng là 50 cm, chém nhiều nhát vào vùng đầu và vùng tay trái. Sau đó Bình tiếp tục là dùng dao cắt một nhát vào cổ của bà Nguyễn Thị Thương, là mẹ đẻ của Bình. Hậu quả bà Thương bị thương nặng, được đưa cấp cứu tại bệnh viện đa khoa là Tuyên Hóa, sau đó chuyển vào bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba ở Đồng Hới. Nhận được là tin báo, Công an huyện Tuyên Hóa đã kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường và tiến hành là truy bắt đối tượng là Đinh Cảnh Bình ngay trong đêm. Tại cơ quan điều tra, Đinh Cảnh Bình đã khai nhận toàn bộ là nội dung là phạm tội của mình. Ông là Đinh Quang Hậu, bố đẻ của Bình, là cho biết gia đình là có 11 người con, Bình là người con thứ 7. Tính tình cọc cằn, ngỗ ngược, ham chơi, không chịu khó làm ăn. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Hậu có trao đổi với Bình một số nội dung liên quan đến công việc, gia đình. Nhưng không đến nỗi là căng thẳng, sau đó Bình bỏ đi một lúc thì quay về chém bà Thương. Xong, đuổi chém cả ông Hậu nhưng ông Hậu chạy thoát được. Hiện Công an huyện Tuyên Hóa đang lập hồ sơ để xử lý là theo quy định của pháp luật. Đây là đúng là một cái tin các bạn nha. Càng ngày ở Việt Nam của chúng ta có rất nhiều những là người con quá bất hiếu, những nghịch tử ra tay để tàn sát hại là những người là ruột thịt của mình. Thưa các bạn, và vụ thứ hai là nghi kẻ nghiện ma túy sát hại phụ nữ bại liệt để cướp tài sản. Đây là một nghi án. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, 58 tuổi, ngụ tại là thôn 1, xã là Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bị liệt nửa người, nhiều năm nay bị tử vong khi trên cơ thể có nhiều vết đâm, nghi bị sát hại để cướp tài sản. Vào ngày 23 tháng 8, Công an huyện Di Linh cho biết vừa bắt nóng đối tượng là Nguyễn Quang Thoại, ngụ tại là thôn 7, xã là Gia Hiệp, huyện Gia Linh, huyện Di Linh, để là phục vụ công tác điều tra là vụ án nghi sát hại để cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày. Thông tin Công an huyện Di Linh vào là khoảng 6 giờ ngày 23 tháng 8, Công an xã là Gia Hiệp nhận được tin báo của người dân về việc trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng. Và nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Thoa, 58 tuổi, ngụ tại là thôn 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, bị liệt nửa người nhiều năm. Bà nằm một chỗ liệt nửa người rồi mà nó vẫn ra tay sát hại bà thì không biết là lý do gì nữa. Đúng là một loại cầm thú. Nạn nhân là chết trong tình trạng là bị nhiều vết đâm là do là vật sắc nhọn gây ra ở cổ. Theo Công an huyện Di Linh á, thì tại hiện trường vụ án là mạng á, là tủ gỗ nhà bà Thoa là bị cày mở.
Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện đối tượng Nguyễn Quang Thoại chạy ra từ nhà bà Thoại và chạy ra từ nhà bà Thoa và lẩn trốn vào vườn cà phê của người dân trong khu vực. Tiếp nhận tin báo là công an huyện Di Linh và công an là xã Gia Hiệp đã huy động lực lượng là để truy bắt kẻ gây án. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, khi đối tượng là Nguyễn Quang Thoại đang trốn sau vườn cà phê của một hộ dân trên địa bàn thôn 1, xã Gia Hiệp, thì bị lực lượng công an là khống chế bắt gọn. Cũng theo là công an huyện Di Linh, đối tượng Nguyễn Quang Thoại nghiện ma túy nặng và đã nhiều lần đột nhập vào nhà dân để trộm tài sản. Cuối năm 2019, Thoại từng đột nhập vào một nhà dân trên địa bàn xã Gia Hiệp trộm cắp vịt và trong lúc công an xã Gia Hiệp là truy bắt, Thoại đã dùng dao đâm một công an xã bị thương. Sau đó Thoại bỏ trốn khỏi địa phương cho đến lúc là gây ra vụ là án mạng vào sáng ngày hôm nay. Đúng thật, xã hội là càng ngày càng quá phức tạp các bạn ạ. Và vụ thứ hai là nghi phạm là vụ trộm 350 cây vàng trong đêm mưa bão tại Hà Nội khai gì. Thưa các bạn, ngày 23 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội là cho biết phối hợp với Công an huyện Đan Phượng, Công an huyện là Thạch Thất và Công an thị xã Sơn Tây bắt giữ là Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 1990, trú tại là Đan Phượng, Hà Nội, nghi can là ra vụ trộm tiệm vàng táo tợn ở thị xã Sơn Tây. Theo cơ quan công an, Hưng là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi là chấp hành xong, không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định trộm cướp tài sản. Đầu tháng 8 năm 2020, Hân tìm hiểu và phát hiện cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại là thị xã Sơn Tây và huyện là Thạch Thất có nhiều tài sản giá trị. Vào ban đêm, đường có ít người đi lại nên là hắn đã mua là một cái ba lô kìm là cộng lực, xà cầy, tuốc nơ vít, khẩu trang, áo chống nắng, áo mưa, quần vải, giày thể thao, rồi lên kế hoạch là trộm cướp. Tại cơ quan công an là Hân khai nhận lên mạng mua chiếc xe máy tay ga không mang biển số kiểm soát, rồi lang thang mò đi tìm sơ hở của các cửa hàng vàng. Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 8 là Hân điều khiển xe máy một mình đến khu vực là phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, phát hiện tiệm vàng là Tuấn Đạt có khả năng đột nhập vào trong lấy trộm. Hân để xe máy cách xa 100m rồi đi bộ tới tiệm vàng. Đối tượng trèo từ nhà bên sang tầng 2 tiệm vàng rồi leo lên ban công tầng 3. Sử dụng kìm là cộng lực, thanh sắt nhọn đã chuẩn bị từ trước phá cửa kính và cửa gỗ cắt khung cửa để đột nhập vào trong. Hân đi xuống tầng 1, rút điện đầu thu camera an ninh, sau đó lấy trộm vàng đặt trong tủ kính, trưng bày rồi bỏ vào túi của cửa hàng. Sau khi lấy trộm xong, Hân đi bộ lên tầng 3, cho số vàng vào ba lô của học sinh của chủ nhà, rồi bỏ trốn bằng chiếc xe máy về nhà bà ngoại ở Đan Phượng, là cất số vàng trộm được tại gầm giường phòng ngủ của bà ở tầng 1. Quả thật là một tên trộm rất là kỷ lục luôn. Và tại cơ quan là công an thu giữ là 8,4kg vàng, trang sức các loại, một điện thoại và một là xe Honda SH1. Theo công an, Hân có hai tiền án là trộm cướp tài sản. Ngoài vụ trộm tiệm vàng, Hân còn gây ra vụ khác, cụ thể là vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16 tháng 8, Hân sử dụng xe máy đeo ba lô đựng đạo cụ, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, lang thang tìm nhà cửa hàng sơ hở có thể đột nhập được. Khi đến là khu vực là cửa hàng xe máy tại xã là Bình Yên, Thạch Thất, Hân đột nhập trộm 58 triệu đồng trong két sắt và chiếc xe máy Honda là SH1 rồi bỏ trốn. Quả thật đây là một là tên trộm rất là đẳng cấp luôn đó các bạn. Trộm cái gì đâu mà nó trộm xe máy với tiền là như là trong chóng mà trộm luôn là 350 cây vàng. Đúng, quả thật là tên trộm rất là đẳng cấp luôn. Và hắn cũng đã bị công an là bắt và đang điều tra. Thưa các bạn, đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Xin chúc các bạn có một ngày đầu tuần làm việc thật là vui vẻ và may mắn. Xin hẹn các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông.